Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh podcast Khám phá lịch sử. Tôi là Ngọc Mai và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một nhân vật lịch sử đầy màu sắc, một danh tướng tài ba nhưng cũng lắm tật, đó chính là Trần Khánh Dư. Thực sự thì nhắc đến thời Trần ai cũng nghĩ ngay đến Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, một vị tướng tài đức vẹn toàn. Vậy mà tôi lại thấy Trần Khánh Dư thú vị hơn, một con người đầy mâu thuẫn, vừa tài giỏi, vừa ngạo mạn, vừa lãng mạn vừa thực dụng. Hôm nay chúng ta rất may mắn được trò chuyện cùng chuyên gia lịch sử Tiến sĩ Nguyễn Quốc Bảo để cùng nhau giải mã con người Trần Khánh Dư. Xin chào anh Bảo. Chào Ngọc Mai, chào quý vị thính giả của Khám phá lịch sử. Tôi rất vui được chia sẻ về Trần Khánh Dư, một nhân vật lịch sử mà tôi vô cùng tâm đắc. Điều thú vị là Trần Khánh Dư thường được ví như chim ưng, loài chim săn mồi dũng mãnh nhưng cũng bị coi là ác điểu. Ngọc Mai có nghĩ hình ảnh này phản ánh đúng con người ông ấy không? Chim ưng ư, nghe có vẻ hơi tiêu cực nhỉ. Tôi cứ tưởng tượng ra một vị tướng oai phong cưỡi ngựa trắng, tay cầm chim ưng, chắc hẳn là rất lãng tử. Nhưng ác điều thì liệu có hơi quá không anh bảo? Thật ra, đó mới chỉ là một lát cắt nhỏ trong bức tranh lớn về Trần Khánh Dư. Tôi còn nhớ, khi nghiên cứu về ông, tôi đã bị cuốn hút bởi những mâu thuẫn trong con người ông. Một con người vừa văn võ, song toàn, đẹp trai, khỏe mạnh được nhiều phụ nữ mến mộ, lại vừa cao ngạo, thích chơi bời, săn bắn. Nói như người xưa thì ông là người lắm tài nhiều tật. Vậy theo Ngọc Mai, điều gì làm nên sự đặc biệt của Trần Khánh Dư? Đúng là rất mâu thuẫn anh nhỉ. Theo tôi, chính tài năng quân sự của ông mới là điều đáng nói. Nghe nói ông đã lập công từ khi còn rất trẻ phải không anh bảo? Chính xác, 16 tuổi, Trần Khánh Dư đã tập hợp gia binh, tập kích vào trại Giặc Nguyên, đốt phá lương thảo khiến quân giặc hỗn loạn. Sau đó, ông lại dẹp loạn quân man ở Thượng Du Sông Đà, khiến chúng phải hàng phục. Tài năng của ông được vua Trần Thái Tông công nhận, phong làm thiên tử Nghĩa Nam, tức con nuôi của vua, và được giữ chức phiêu kỵ tướng quân, một chức vụ thường chỉ dành cho hoàng tử. Đấy, 16 tuổi đã làm được những việc như thế, quả là tài không đợi tuổi. Điều này thú vị quá, vậy còn về văn chương thì sao ạ? Trần Khánh Dư, cũng là một người rất uyên bác. Ông từng viết lời tựa cho cuốn Vạn Kiếp tông bí truyền thư của Hưng Đạo Vương, được chính Hưng Đạo Vương khen ngợi là không tướng nào hiểu sâu sắc như hắn. Lời tựa ấy cũng thể hiện rõ tư duy quân sự sắc bén của ông. Người giỏi cầm quân thì không cần bày trận, người giỏi bày trận thì không phải đánh, người giỏi đánh thì không thua, người khéo thua thì không chết. Thật là thâm thúy. Nghe qua thì tôi thấy Trần Khánh Dư đúng là một người hoàn hảo nhưng hình như ông cũng vướng vào một mối tình oan trái phải không anh đúng vậy vì những chiến công hiển hách trần khánh dư được vua trần thánh tông nhận làm con nuôi nhờ đó ông có cơ hội gặp gỡ và yêu công chúa thiên thủy con gái của vua nhưng chớ trêu thay công chúa lại được gả cho trần quốc nghiễn con trai của hưng đạo vương mối tình của trần khánh dư và thiên thủy đành giang dở thật đáng tiếc chắc hẳn ông ấy rất đau khổ Câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Sau này, Trần Khánh Dư và Thiên Thụy gặp lại nhau trong cung cấm, tình cũ không rủ cũng tới, hai người đã thông dâm và bị phát hiện. Vua Trần Thánh Tông sợ Phật ý hưng đạo vương nên đã ra lệnh đánh Trần Khánh Dư. May mắn là ông không chết, nhưng bị mất hết chức tước, tài sản, phải về quê sống cuộc đời tiểu phu đốn củi. Thật sao? Chuyện này thật bi kịch. Tôi cứ nghĩ Trần Khánh Dư sẽ là một người tuân thủ luật lệ chứ. Hành động này có vẻ khó chấp nhận. Đúng là hành động của ông đi ngược lại với lễ giáo phong kiến. Nhưng nếu đặt trong bối cảnh xã hội lúc bấy giờ, khi hôn nhân thường là công cụ chính trị, tự do cá nhân bị kìm hãm thì việc Trần Khánh Dư dám đứng lên vì tình yêu, dám thách thức lễ giáo cũng đáng để suy ngẫm, phải không Ngọc Mai? Vâng, khi anh nói về có chút thông cảm cho ông ấy. Nhưng rồi sau đó, ông ấy làm gì để vực tượng nhục trước dậy mình cười mình? Câu chuyện về sự trở lại của Trần Khánh Dư cũng rất ly kỳ. Năm 1282, vua Trần Nhân Tông mở hội nghị bình than bàn kế sách chống quân Nguyên Mông lần hai. Vua tình cờ gặp một người lái thuyền chở than củi, đội nón lá, mặc áo ngắn. Ngài nhận ra đó chính là Trần Khánh Dư, bèn xuống chiếu tha tội, mời ông về bàn việc nước. Ôi, đúng là nhân tài có đất dụng võ. Vậy sau khi được trọng dụng, ông ấy đã làm gì để lập công chuộc tội? Trần Khánh Dư được giao trấn giữ Vân Đồn. Tại đây, ông đã lập nên chiến công hiển hách trong trận Vân Đồn, đánh bại đoàn thuyền lương của quân Nguyên có phần quan trọng vào chiến thắng Bạch Đằng lần thứ ba. Điều thú vị là, trước trận Vân Đồn, Trần Khánh Dư bị vua triệu về trị tội vì thua trận. Nhưng ông đã xin hoãn vài ngày để lập công chuộc tội. Và ông đã làm được. Thật là tài tình. Chiến thắng Vân Đồn quả thực là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông. Nhưng tôi nghe nói ông ấy cũng có những tật xấu, ví dụ như tham lam chẳng hạn. Đúng vậy, Trần Khánh Dư cũng là một con người đầy mâu thuẫn. Ông có tài kinh doanh, biến Vân Đồn thành thương cái lớn nhất Đại Việt, trở thành người giàu nhất nước. Nhưng ông cũng bị cáo buộc là tham lam, là tham lam, bóc lột dân chúng, tích chữ ruộng đất. Ông còn nổi tiếng là trăng hoa, dùng tiền và quyền để dụ dỗ phụ nữ. Tuy nhiên, cũng có câu chuyện kể rằng, Ông đã bị một cô gái bán cá ở chợ Vân Đồn dạy cho một bài học nhớ đời sau một trận tỉ thí võ nghệ. Nghe câu chuyện này tôi lại thấy Trần Khánh Dư càng thêm phức tạp. Vậy cuối cùng, anh đánh giá Trần Khánh Dư là người như thế nào? Trần Khánh Dư là một nhân vật lịch sử phức tạp, không dễ dàng đánh giá bằng vài từ. Ông là một danh tướng tài ba, có công lớn trong việc bảo vệ đất nước, nhưng ông cũng là một con người đầy khuyết điểm, lắm tật. Dù sao đi nữa, ông vẫn là một nhân vật lịch sử, đáng để chúng ta tìm hiểu và suy ngẫm. Cảm ơn anh Bảo đã chia sẻ những câu chuyện thú vị về Trần Khánh Dư. Qua buổi trò chuyện hôm nay, tôi đã hiểu hơn về con người đầy mâu thuẫn của vị danh tướng này. Từ một vị tướng tài ba, đến một người si tình, rồi lại là một thương nhân giàu có và cả những tật xấu khó dung thứ. Đúng là nhân vô thập toàn. Cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong những số podcast tiếp theo của Khám phá lịch sử. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn Ngọc Mai, cảm ơn quý vị thính giả. Xin chào và gặp lại.